Thấy không? Thấy 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 cái gì trước mặt chưa? Ôi, ôi, cái sợi dây thâm đỏ. À. Ừ. Fashion star nè. Đấy. Mình quay à. Ui, đây đây ta. Bây giờ mình sẽ đi thảm đỏ nha. Nhau xin chào mọi người, thì hôm nay vô team của tụi mình sẽ đi xem bản cập nhật mới có những gì nha. Thì đầu tiên là tụi mình sẽ vào campaign trước để xem trong này có những nhiệm vụ gì trong này. Rồi đầu tiên tụi mình sẽ mở thư cho các bạn xem thư qua bầu chi lần này sẽ nhận được cái gì nha, cũng như là những phần thưởng thay đổi nghiêm trọng nha các bạn. Ui phần thưởng bốc thăm đeo quý kìa, một quý free nữa. Bé carbon free nè. Ui bây giờ là mở chung cái hộp đeo quý nha, coi thử là ai ra kim cương nhiều nhất. Trời ơi có 7 kim cương à, mở rồi à. Tới tôi. Trời ơi, sao có 5 viên vậy? Ha, trời ơi. Hà đi, Hà nhiêu? Anh Hồ nhiêu vậy? 6 viên. 9 viên. Tới chị nha. Chị mở đi. Bài 7 đi. Bài 7 quần quỳ ấy. Chị được ơi, ui, được 77 viên thiệt luôn nè. Có không bà? Có không, có, chụp hình lại cho em gửi lên. Em bỏ lên cho mọi người xem. Chị được 77. Rửa. Đây mọi người có để ý đằng sau của mình không? Đấy, mọi người thấy cái cây ước nguyện kìa. Hôm nay là chúng ta sẽ có nhiệm vụ ở đó nha mọi người. Đi thôi. Để tôi ước trước. Không được. Tôi có nhiều đồ ước lắm. Không, để tôi. Để tôi chạy trước ông á. Ủa chứ nhiều cây phải cái trưởng đây chứ. Ừ, có mấy cây kìa. Ui, đây là bánh kìa bị đi. Anh thủ. Thôi, thủ cái đi. Rồi mình làm bộ. Trên thủ. Tự nhiên lọc trời rơi xuống. Ai ước chạy. Ai ước như thế nào. Rồi nghe cục đá. Trời ơi, cục đá tao bỏ luôn đi. Ủa, cái gì vậy? Mất đầm có một cái mất luôn rồi. Ủa, cái này đâu. Ơi, đây nè, hình như là nhiệm vụ đây nè. Phải không? Cái này là như. Nè, nè, cái ông đây nè, cái ông đây nè. Cái ông Goro. Hay là bây giờ mình bấm vô thử nha. Google hay Google. Đi tưới nước cho cây hộ mệnh được nhận được 1 kim cương. Bạn có thể tưới nước cho cây hộ mệnh à? Tưới. Cái cây bự nhất nè. Ui 1 kim cương. Đi. Ui trời. Ủa không được ít 3 nha. Chị. Ý hay là mình cầm cái đây mình đi chơi được không nha? Cõi tưới. Lấy luôn được không ta? Ừ lấy luôn. Không vô chưa. Ui mấy cái cây này là đẹp phải cái trưởng nha. Nhiệm vụ này kiếm kim cương cũng dễ nha. Cứ lại tưới là xong rồi. Còn nhiệm vụ không ta? Còn nè. Ông nào vậy? Ông Buro luôn. Ủa đi tưới tiếp. Sao rồi? Tưới tiếp mọi người, tưới mấy lần luôn kìa, chứ không phải một lần đâu. Được nhân 3 không? Không có được nhân 3 vậy. Không. Rồi tưới được 2 lần, tưới được 2 lần. Rồi, 2 kim cương rồi. Rồi. Ông Buro ông chạy lắm rồi. Mọi người ra đây xem cái gì nè, có cái bảng gì nè. Đâu bị đây bên nào vậy? Đây nè, như chỗ này nè. Bibi dịch đi Bibi. Bảo vệ rừng và cây cối sẽ không khó nếu tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng. Ủa cái này tiếng Việt mà. Yeah. Ủa sao tiếng Anh ta? Ui nhận được một chậu hoa nè. Chậu cây con đen. Ủa là cây gì trời? Trồng cây nhỏ và tìm hiểu về tầm quan trọng của thiên nhiên. Ý, vì sức khỏe của cây hộ mệnh. Đi bắt kiến à. Ý, đi bắt bay con kiến kìa. Bây giờ bắt chưa được con nào hết trơn nè. Ừ. Hộ mệnh. Đi bắt kiến, đi bắt kiến. Kiến. Trời ơi. Ý một con nè. Anh đâu ạ? Sao bắt kiến nè, bắt 3 con à? Đúng rồi, 3 con. Chỗ mấy cái đèn lửa chạy á. Đúng rồi. Cái món này bắt kiến xung quanh cây hộ mệnh mà. Cũng có đó, mà không có thì qua kia. Nhưng mà cái chỗ này tiện là mấy chỗ này nè. Bên đây cũng không có luôn. Xung quanh mấy cái cây á. Mọi người cứ đi ra đi vô là thấy gì không? À, chị thấy con vuông đất. Gì vậy ta? Ê. Cổ chân rồi nha, không giỡn á. Tính em bữa nay hơi lóng á nha. Lóng với kem hả? Trời ơi, hôm nay không thấy một con kiến nào luôn á. Có con sao người ta để 30 phút. Có con Bibi ấy chạy vòng vòng kìa. Trời ơi, bé còn nhặt cây nữa, trời ơi. Thì mình cho nó hủ, mình lụm nữa gì mình lụm. Ủa anh Hòa. Anh Hòa ngủ. Lô. Thế là mọi người trên con coi chào lên chứ. Chào lên, đúng rồi. Ý, con thứ hai. Dữ vậy sao? Hai con rồi. Còn một con nữa, ôi trời. Tình hình đang rất là tình hình rồi. Ý, con thứ ba đây rồi. Gì vậy ta? Rồi, xong nhiệm vụ. Trời ơi, cái nhiệm vụ này hơi lâu nha mọi người. Lúc mà cần kiến thì không ra, lúc không cần thì ra một đống, một ổ luôn. Cũng 10 phút hả? Ừ, tầm 10 phút hả chị? Hồi nãy nhận nhiệm vụ là 29 phút. Thôi, tới giờ chị chưa gì trời? Chưa có. Cái nhiệm vụ có 50 chừng sao à. Ôi kìa. Thôi. Rồi nhiệm vụ thứ hai là giữ vệ sinh nơi mình đi qua à. Trời ơi 12 trái luôn. Nhiệm vụ này giống nhiệm vụ nhặt rác á. Thì mọi người cứ đi vòng vòng nha. Ở trong đây này nó hiện mấy cái lon này, mọi người cứ lại nhặt thôi. Nhiệm vụ nhặt rác. Bên công mặc áo xanh lá các bạn. Đúng
đúng rồi, bên trong đó. Xong, cũng có 50 tuần sau à. Nói chung nhiệm vụ lần này tôi thấy nó liên quan đến bảo vệ môi trường. Ôi, lại bắt con kiến nữa, cái gì vậy? Hay. Kiến nữa hả? Vậy là có lặp đi lặp lại à. Ờ, không có Việt Nam ta. Ờ, vô, biết cái này cái gì không? Cái gì? Ờ, không biết mới hỏi đó. Cái này hình như là... À, đúng rồi, cây mít. Gì vậy? Cái này hả? Cái này là bụi chuối. Gì bụi chuối nữa trời ơi. Bà. Bụi tàu lao. Trời ơi, biết cái này, biết bi, biết bi, biết này. Cái lá nè. Lá này giống lá chuối, bà thấy trưởng nè. Biết bi đâu, biết bi. Cái là cây gì, biết bi? Cái khóm. Ờ, thôi đi đi. Thôi, coi như là xuyên xuyên biết. Cậu em trồng cây là, cây đây là cây mít nè. Đây là cây sầu riêng nè. Bên kia là cây mọn. Đây là cây mọn nè. Đây rồi, bây giờ ông cậu em bỏ nghề trồng cây chứ? Ông bán luôn cái vườn rồi. Ôi, cái phương tiện này nó có cái thêm với bạn bè nữa kìa. Ai cũng có thể sử dụng nè. Chỉ bạn bè nè. Chỉ mình tôi nè. Gì vậy? Lên. Cái mục xác nó dễ nè. Rồi. Trời, sao trên xe thấy đứng vậy? Cái gì cả ông đứng chưa? Thấy không? Thấy cái gì trước mặt chưa? Ôi, cái sự kiện thăm đỏ. Ừ. Fashion star nè. Đấy. Quay à. Ui xì. Đây ta. Bây giờ mình sẽ đi thảm đỏ nha. À, tôi là Vinh Gấu. Đấy. Ai chụp hình giùm tôi cái. Trời, ai quay chụp hình cái đi. Người nổi tiếng. Ê, mấy thằng nhà báo chụp anh Vinh Gấu cái coi. Trời, nhảy dữ người ta. Lên. Mình phải đi kiểu sang trọng nha. Chậm thôi. Ladies and gentlemen, welcome to Junpi. Ô, nghe tiếng chụp hình đúng không? Đấy, thấy chưa. Hello nha, hello tất cả anh em nha. Tạo dáng mà vô chứ. Úi xời. Cứ pha lại chụp hình nữa kìa. Và đây là trợ lý của tôi nha các bạn. Đây đi nha. Chào đi. Đó, dữ như ta. Con nhà giỏ cũng khác. Anh kia chụp mềm mày hỏng chân luôn kìa. Trời ơi, dữ. Ôi, mà máy này có click vô đường ta. Ôi, không biết trong cái sự kiện Runway này nó có gì các bạn rồi. Thôi bây giờ tụi tôi sẽ bước vô nha các bạn. Đi vô thử đi. Không biết. Ê, cái khu VIP rồi chữ thôi nó đổi lại hết nha. Nó đang đóng cửa, nó đóng luôn rồi. Cái gì đóng? Open Sun sẽ mở trong thời gian sắp tới kìa. Ôi, cái màn hình này nó... Ủa? Còn. Ủa? Nay nó làm lại nè. Ở trong đây hình như là không có thay đổi gì nha các bạn. Hình như là đây sự kiện của cái sự kiện sắp tới nè. Rồi, bây giờ tụi tôi sẽ đi qua cái xưởng chế tác nha các bạn. Để xem có gì anh bển nha. Hình như là có mấy cái đồ chân đá quý, Ừ. Ui, có đồ mới luôn kìa. Ui. Ủa? Cái giường, cái đồ dày kìa. Ủa, có thể chế tác luôn. À, bộ đồ này hình như là bộ đồ cũ. Ủa, cái bộ này bộ đồ gì ta? Ở đâu ra vậy? Đồ cũ mày hả? Đẹp á. VIP á. Hỏi đi đẹp á. VIP á hả? Ừ. Ui, VIP mà bây giờ được chế tạo may luôn. Cái gì? Chế tạo bằng vàng mọi người ơi. Chế tạo 42 vàng kìa ông nội. Thôi nghỉ đi, tạm biệt tình yêu. Phí chế tạo 42 vàng. không có khốn thật gì ta. Ở dưới bị đây, ở dưới. Đây các bạn ơi, đây. Ở cái phần đồ nội thất nha. Vậy là chế cái đây bắt buộc là mình phải có một viên ngọc bích à. Cái viên này lấy ở đâu vậy? Cái nào? Cái khối nè. Cái này, mà cái này là do tí nữa mình trồng mấy cái cây hay sao á. Một cái cây là được một linh hồn hay sao á. Ok, còn bây giờ là mình sẽ vô cửa hàng thử, coi thử là có những cái gói gì mới nha. Ui, gói cặp song sinh nè. Ô, gói này đẹp, bán bằng tiền là với giá là 129.000 là mình thấy là hợp lý nha mọi người. Thì trong tất cả những cái gói này có một cái gói đặc biệt nhất là cái gói tiên nữ hoa sen nè mọi người. Mọi người biết cái gói này do ai vẽ không? Do người Việt Nam của mình vẽ ấy. Bạn BC Minh này, bạn này thì hồi trước là có quen ấy. Với giá là 120 kim cương mình thấy rất là rẻ nha. Cho dù nó 300 hay là 500 kim cương mình cũng phải mua. Đây, cho dù mình là con trai mình cũng phải mua mọi người. Tại mọi người biết sao mua không? Mình mua để ủng hộ cho người Việt Nam mình đó. Rồi, một cái đầu ha, đầu hoa sen. Bằng đô cho mọi người lộn. Rồi, thêm một cái đầm nữa. Bây giờ là mình sẽ vô mình bận cho mọi người xem luôn. Đấy, trời ơi. Duyên công túa. Cái gì vậy trời. Thì ngồi ra ở phía dưới là chúng ta cũng sẽ có những cái hộp bốc thăm mới luôn nha. Như là hòn tử bé nè, rồi mũ bóng chày, rồi mặt nạ hổ nữa. Ui, mặt nạ hổ này là miễn phí nè. Bây giờ là mình sẽ mở thử 5 hộp á. Một quặng bạc nè. Chọn cái gì đó hiếm đi. Quặng đồng. Quặng sắt nữa là nghỉ luôn đó nha. Ui, quặng đồng nữa kìa. Trời ơi, cái hộp này là mỗi ngày mọi người có thể là mở được 5 lần miễn phí. Ngọc lục bảo. Nhưng không, đó là quặng sắt. Còn phía bên đây là chúng ta sẽ có cái hộp bốc thăm hồn tự bé. Đó. Trời ơi, có cái này hồi nãy bạn kia cầm nè. Cái đây là cái gì ta? Hoa hồng hồn tự bé. Với lại cái đây là cái phương tiện nha. Hành tinh B612 này. Ui, tóc nam hơi đẹp nha mọi người.
đâu. Ê, bạn này có luôn nè. À, cái phương tiện này chỉ là một người đi thôi. Còn trong cái bảng điểm danh ngày hôm nay là chúng ta sẽ nhận được 1.500 sao với ngày đầu tiên ha. Còn phía ở trên là trồng cây hộ mệnh tươi xanh. Thì cái nhiệm vụ này mình sẽ làm một cái clip riêng mình hướng dẫn cho mọi người nha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tới với cái mini game của ngày hôm qua. Đó chính là đón cái con ếch đung beo này. Con ếch này với kích thước là 180 nha mọi người. Bây giờ là mình sẽ quay lại mình kiếm. Đây là những bạn bình luận sớm nhất nè. Mình sẽ kiếm những bạn mà 180. Đây có một bạn 184 nè mọi người. 189 là hụt rồi. Rồi ở đây là có một bạn văn tường đúng đúng nè. Với kích thước của nó là 180mm. Ok tường nha. Tặng bê code nhưng mà hiện tại mới có một bạn trúng à. Bây giờ là mình sẽ kiếm thêm mà những người mà đón gần trúng nhất đó mọi người. Như ví dụ con ếch là 180 đúng không. Mình sẽ kiếm những bạn là 179 nè. Hoặc là 181. Đó bây giờ là mình sẽ kiếm tiếp. Rồi ở đây là có bạn trúc ma nè. 179. Ok chúc mừng ma nha. Rồi bạn tiếp theo có tên là hai thở dài à. Ok baby boy cutie gì nè. Baby boy cutie à. Vẫn Tường ơi, hôm bữa là anh nhớ không lầm là em đã tham gia trúng giải của anh Thanh hồi sau đúng không. Thì những cái mạng code này anh không biết là có thể là nhập nhiều lần hay không. Nhưng mà em có thể nhập thử nha. Còn nhập không được là em có thể là tặng cái mạng code này cho bạn bè của em hoặc là người thân của em nha. Bây giờ anh sẽ gửi nè. Ok, còn đây là bạn thứ hai là bạn Mai Mai. Mọi người chú ý nha, những cái mã code này mọi người chỉ nhập được một lần cho mỗi ạt thôi. Còn những bạn nào mà đã tham gia rồi, tốt nhất là đừng có tham gia lại nha. Còn không là mọi người có thể tham gia và lấy những cái mã code này tặng cho bạn bè cũng được. Bây giờ anh sẽ gửi nè, Mai Mai ha. Còn đây là bạn cuối cùng, Baby Ball Cutie. Chúc mừng em nhận giải 77 kim cương nè. Nhớ nhập liền đi nha. Gửi, ok thế là xong rồi. Rồi tiếp đến là cái mini game của ngày hôm nay. Là mọi người thấy trên tay mình cầm con ếch không? Con ếch vàng Baname này. Bây giờ việc của mọi người chỉ cần đốn con ếch này là bao nhiêu cm thôi là mình sẽ tặng cho mọi người bê mẹ code nha. Thì cái cách tham gia mini game của mình nó cũng giống như bao đợt trước thôi mọi người. Thì đầu tiên mấy bạn phải cho mình một like này hoặc một lượt đăng ký kênh. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là đốn mm của con ếch Baname vàng này. Rồi chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.